xin một lần nữa chúng ta cho một tràng pháo tay cho các anh chị học viên. Vâng, xin kính mời của sư Hoàng Thông lên trao bằng chứng nhận lớp biên đạo cho anh Lê Văn Tám ạ. Và anh Lê Văn cũng là biên đạo tiết mục vừa rồi, xin quý vị cho thêm một tràng pháo tay nữa ạ. Xin trân trọng cảm ơn của sư Hoàng Thông cùng các anh chị.